Người phụ nữ mà anh đã kết hôn 7 năm trước Hả? Là anh hả? Chúng ta hãy mau rời khỏi đi Có gì nguy hiểm chứ Tôi đã nói bà trên Thế Hoa đang cho người tìm anh mà Nếu tôi là bà ấy thì tôi sẽ lập tức tới chỗ này tìm anh Anh có nhớ ra công hên xu chút nào chứ? Chỉ vài chuyện thôi. Nhưng mà người đàn ông đi cùng với cô ấy là ai vậy? Tôi nghĩ chắc hai người họ cũng sắp sửa kết hôn rồi. Kết hôn sao? Cô công hên xu. Cô ấy tin là anh đã chết rồi. Tôi đã chết sao? Gia cả mẹ của anh cũng đã lấy ba của anh ta luôn rồi. Anh nói gì? mẹ của anh đang muốn cho con trai kế của bảy kết hôn với con dâu trước của bảy đây. Mẹ của tôi sao? Nếu như bây giờ tôi trở về đoàn tụ với gia đình, thì chắc chắn là mọi người sẽ hỗn loạn. Nếu anh ta biết người công hân su sắp lấy là ba chi chính là con trai của Trần Thư. Thì chắc là ta sẽ phát điên mất. Hả? Ờ, ờ. nhẫn này giám đốc Ma đã tặng nó cho con hay sao hả Hân Xu? Ờ à, vậy là giám đốc Ma đã mua nhẫn tặng con á hả? Nè, không lẽ là Hả? Con đã nhận lời cầu hôn của anh ấy rồi? À, Hân Xu à? Thật ra, con yêu anh ấy thưa bà. Con biết ơn anh ấy vì đã thương con và con muốn sống chung với anh ấy. Hân Xu à, con cũng đã từng trải qua chuyện này rồi. Con cũng biết rõ hôn nhân, không phải là chuyện của hai đứa mà còn có cả hai bên gia đình nữa. Ờ, nói vậy thì Han uh, Son phải làm sao? Chị yên tâm đi, chị Giang E sẽ không kêu Hân Xu bỏ Han Son đâu bởi vì hanson cũng là cháu trai của chị ấy mà cả du chin cũng rất tốt với hanson nhà mình nữa con sẽ nói chuyện với ba và gia đình của anh du chin cho rõ ràng đợi khi nào bác ấy đồng ý tụi con sẽ chờ cho đến khi bác ấy mở lòng con đã kiên quyết rồi có đúng không Hơn xu của bà bà nghĩ là lần này cũng vậy thôi cũng không thể ngăn được con bà ơi mẹ cô ơi, vậy có thể chúc phúc cho con không? ôi dĩ nhiên rồi, chúc mừng con nữa kìa, cô rất mừng cho con hên su à, chúc mừng con. <laughs> mẹ xin lỗi vì không thể nói giống vậy được. mẹ, phim được chiếu thuyết minh tại chấm in mẹ, mẹ không muốn con kết hôn với giám đốc mà, thật hay sao? nếu như cô dám nói với ai là cô nhớ ra tôi thì hanson sẽ bị hại đó à, 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 mẹ không uống đâu con con được kết hôn với cậu ta mẹ cậu ta xấu xa lắm nhưng mà con yêu anh ấy cả giám đốc cũng yêu con nữa à, nếu vậy thì càng tệ nếu con yêu cậu ấy thì nên cưới người ta à nhưng nếu ba con biết chuyện này thì làm sao đây chứ thì ba sẽ vui mừng cho con mà và con rất mong mẹ cũng như vậy dạ thưa mẹ đừng kêu tụi con chấp nhận cuộc hôn nhân của Đuôi chin và hên xu nữa được không vậy hơn xu là một người tốt các con không tính mở lòng với con bé một lần sao cho dù bây giờ mẹ có nói cái gì con cũng quyết không chấp nhận đâu nhà này đủ loạn rồi mẹ con không bằng lòng với mẹ cũng không sao nhưng mẹ mong con biết đu chin và hân xu thật lòng yêu nhau con thương em con đi nếu như mẹ quan tâm đu chin thì đừng có làm như vậy con biết mẹ chỉ là ích kỷ muốn giúp con dâu của mẹ mà thôi anh hai à ma Sung chin sao con dám lớn tiếng với ấy hả mình à Sung Chin vì quá xúc động thôi, đừng la con. Vào phòng của ba đi. Con nghe nói, đôi chim đã cầu hôn và muốn cưới hên Xu. Ba định cứ để như vậy luôn hả ba? Cô cũng biết là ba rất quan tâm tới mẹ, nhưng mà chuyện này rõ ràng là sai nếu con là ba thì con sẽ lập sau con sẽ ngăn cản bằng mọi giá tại sao hả vì danh tiếng của gia đình chuyện đó quan trọng hơn hạnh phúc của con trai ba sao ba không nhận ra là mẹ đang lừa ba hay sao vậy bãi làm vậy không phải vì muốn tốt cho đu chín đâu Bà ấy chỉ tính toán cho cháu trai của mình mà thôi bãi chỉ muốn tương lai nó thừa kế tài sản nhà này mẹ kế của con đã từ chối cổ phần ba đưa cho bà ấy. Nếu cô ấy muốn chiếm tài sản, thì không có làm vậy đâu. Nhưng mà ba... Đu chiên nó... có thể rất cứng đầu. Nó không biết cách xử lý linh hoạt. Đó là lý do mà ba lo lắng. tới rồi hả? Con là tất cả những gì mà mẹ có rồi đó. Con thấy đủ rồi đó mẹ. Mẹ đã cho người theo dõi công hơi su sát sao? Nhưng mà... Nếu chúng ta... Không bao giờ tìm được Junho thì sao đi? Mẹ nói chúng ta phải bình tĩnh mà mẹ. Sao bây giờ lại như vậy? Mẹ cũng sợ nữa mà. Mẹ không tài nào ngủ được. Nhắm mắt lại là mẹ lại gặp ác mộng. Mẹ không thể nào chịu nổi. Mẹ không biết phải làm sao. Mẹ à... Sung Chi nào? Con... Con không thể bỏ rơi mẹ được. Bây giờ... Mẹ chỉ còn có mình con thôi. Mẹ Mẹ làm tất cả điều này là vì con thôi Con hiểu không hả Đủ rồi đó mẹ Ba của con và Chun Dòng Đều đã phản bội mẹ Bây giờ mẹ Chỉ còn lại mình con thôi Con trai à là cô hả sao cô lại tới đây vậy tối qua anh đã ngủ ở đây sao tôi tới để thăm mẹ anh xin anh cho phép tôi cảm thấy không được khỏe nên nói ngắn gọn thôi thưa bác bác định để anh đưa chin lấy hên xu thật hay sao vậy tôi không cần phải can thiệp vì ba của nó sẽ không đồng ý chuyện này đâu anh đưa chin sẽ không bao giờ từ bỏ công hên su đâu bác nếu như bác không ngăn cản anh ấy nói lại thật thì... thì tôi cũng không muốn thằng bé kết hôn với cô đâu dù nó không cưới cô gái kia đi nữa sao bác ơi bác cô là một cô gái thông minh mà cô không biết cô và Du chin không hợp nhau sao nghe nè Ý của tôi bây giờ là muốn cô cưới Sung Chin đó. Ờ, mẹ, chuyện này rất là nhảm nhí thôi mẹ. Cô cứ suy nghĩ đi. Ngay khi quyết định rồi, hãy kết hôn cũng được. Con sẽ xem như là hôm nay chưa hề nghe bác nói gì. Vậy sao? Cứ chờ mà xem. Ai... Giờ cô hãy về đi. nói thật thì tôi cũng không muốn thằng bé kết hôn với cô đâu dù nó không cưới cô gái kia đi nữa sao tôi không thể lấy hindu chim chứ <cười> 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 mẹ ra đây đi mẹ mau lên đi con thấy mẹ rồi con sao rồi sao mẹ lại theo dõi con chứ mẹ à, mẹ đâu có theo dõi con đâu mẹ mẹ tới đi gặp thê hoa mà gì <laughs> chuyện này đúng là điên rồ thiệt ba ơi Quá ra là anh cũng đi theo dõi xe đó hả? <laughs> Đáng lý ra, em không nên để bị bắt mới phải chứ. Thôi đi, hai người bị sao vậy? Sao tự nhiên lại đi theo dõi con chứ? Thiệt là... Vậy thì con không nên làm như vậy chứ. Con thì làm sao? Con tự hành hạ mình vì đu chinh không phải sao? Mẹ biết, con không thể sống thiếu cậu ta được mà. Con chỉ giả bộ để mà dọa công hành su thôi mẹ ơi. Cả nhà đều lo lắng cho con đó. Con biết ba mẹ thương con mà. Con làm ba mẹ sợ hãi lắm. Anh đừng có lôi <laughs> em vô như vậy chứ. Chỉ cần cản không cho hên xu lấy đồ chi. Vậy thì con sẽ yên tâm và hạnh phúc mãi mãi thôi. Xê <laughs> ra. Con gái à. à. Thôi bỏ đi. Con có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Cô ơi, cô không nhớ con sao? cô vẫn còn buồn con hả? Con buồn quá à. Tại vì tôi lo mẹ của cậu không thích hên xu thôi. Nếu còn bé về thì sẽ gây khó dễ cho nó. Cô à, cô đưa ta ra đây. Tay hả? Ừ. Cô nhìn nha. À... <laughs> con mạnh mà đúng không ờ à, đúng đúng rồi à, vậy thì cậu nhất định phải hứa với tôi nha cậu phải bảo vệ cho mẹ con của Hành Son và hên xu á cô cứ yên tâm nha cô ờ à, à. cảm ơn vì anh tới thăm mẹ của em nha không có gì đâu vậy thì chúc em làm việc vui vẻ nha <laughs> dạ tại sao mình lại tới đây chứ nếu như mình hồi phục ký ức thì bây giờ mình cũng sẽ không làm được gì ủa chú gì ơi nhìn chú giống ba của con lắm đó vậy sao ồ oh. hanson à chú ma ơi ha nhóc con ơi ui chà con con nè thích không <cười> <cười> hả chú ơi con mới vừa thấy một người nhìn giống ba con lắm hanson nhớ ba của con hả dạ vậy sau này chú muốn làm ba của han son có được không nè vậy là chú muốn cưới mẹ của con có đúng vậy không ừ nếu như mà han son đồng ý thì được vậy chú cháu mình hãy hứa với nhau như những người đàn ông đi chú có hứa sẽ làm cho mẹ con hạnh phúc không hả đàn ông đích thực thì không nên làm phụ nữ phải khóc chú sẽ không làm cho mẹ con khóc đúng chứ dĩ nhiên rồi sau này chú sẽ chỉ làm cho con và mẹ của con cười thôi hà. Chúng ta sẽ thật hạnh phúc nha. Vậy chú hứa rồi đó. Được rồi, chú xin hứa. Giờ thì đóng dấu nha. Đóng dấu. Méo méo. Méo. Méo méo Đập tay. Ngu... Đập tay. Cảm ơn Han Son nha. <laughs> Hơn Su và giám đốc ma sẽ kết hôn với nhau hả? Đúng là vậy đó hên xu của em sẽ được gả cho một gia đình thật giàu có vậy cô Son thì sao thằng bé dĩ nhiên sẽ là thành viên của nhà đó rồi ờ à, anh mới nghe tôi đã thấy vui cho mẹ con của nó rồi <cười> <cười> Ê, vậy thì ở nhà của em có phòng riêng rồi đúng không vậy em không cần đâu em sẽ dùng phòng của hên xu cái gì em luôn mong bản thân mình sẽ có một phòng riêng để cho mình tha hồ lăn lộn <laughs> Vậy em có thể thoải mái mà ngủ Không cần phải nghe Xuân Di ngái rồi <laughs> Nhưng mà anh cũng đâu cô gái gì đâu ừ. Sao Hả? Nè Ôn Xúc à Con làm à, cái gì à, ở đây à, mà không chịu tới nhà hàng Mẹ ơi mẹ Chúng ta đi thôi đi mau lên Ê, Bác ơi à, bác bác coi bác bác, bác, bác cầm <laughs> cái này đi Cái này là mức sung Rất tốt cho sức khỏe đó bác <laughs> Hả à quà cho thì tôi nhận nhưng không hối lộ được tôi đâu đi về à, à, đi với mẹ ở từ từ thôi cái này giàu hữu cơ lắm bác không có thuốc trừ sâu ăn không sao hết tôi nói với cô là tôi có hẹn rồi mà cô còn kéo tôi ra đây để làm cái gì nữa tôi cũng không muốn dông dài với cô hôm nay chúng ta chấm dứt ở đây luôn đi sao cô và anh đu chiên không thể kết hôn được bởi vì ba mẹ của anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận cô đâu hiểu chứ. Xê ra, sao cô lại khiến cho bản thân đáng thương như vậy? Cô đừng có ám ảnh bởi anh Du Chin nữa. <laughs> ừ. Nếu cô muốn thì cứ lấy. Nhưng mà, cũng không được mấy ngày đâu. Tôi chắc chắn sẽ khiến cho hai người mau chống ly hôn với nhau. Cái gì? Nếu như cô không muốn ly hôn thì hãy mau dừng lại đi. Cô rõ chưa? ra, con đang làm gì ở đây? tổng giám đốc. Xin chào tổng giám đốc. Cô, cô đã có kế hoạch. Con nên đi đi. Bác tới đây vì muốn nói chuyện với Hân Xu. làm sao đây? Bác ấy chắc chắn đã nghe hết mọi chuyện rồi. Nếu như mình không có bác ấy ủng hộ, vậy thì <laughs> tôi biết bây giờ Sera đang rất đau buồn, nhưng tôi không biết nghiêm trọng ra sao. Bác không cần phải lo cho con đâu, con không có sao mà tôi kêu cô tới gặp tôi để nói chuyện của cô và đu chin con biết là bác định nói điều gì con chỉ xin bác hãy chấp nhận cho chúng con kết hôn mẹ hanson à tụi con thật lòng quan tâm và yêu thương nhau thưa bác mẹ của con và anh du chin đó là hai người rất quan trọng với con con phải đối xử tốt với họ ừ. ý của cô là cô không chịu từ bỏ du chin phải không dạ con muốn sống cùng với anh ấy con lấy hết dũng khí để xin bác vì con muốn sống bên cạnh anh ấy đó là ba nhà chị hên su mà ba của em hả là tổng giám đốc tsk à, anh đừng có nhìn Ai, đúng là xui quá mà sao lúc nào em cũng gặp phải ba hoặc mẹ kia đang hẹn hò với anh vậy chứ Ai... nói vậy chẳng lẽ em không muốn giới thiệu anh với ba mẹ của em hả à, vẫn chưa phải lúc đâu anh à nhà em dạo này căng thẳng lắm vì anh trai của em muốn kết hôn kết hôn sao đúng người phụ nữ đó là cô Còn... cô công hình xu sao anh biết chị ấy vậy thì em vừa mới nói tên cô ấy mà cô công hình xu phải không <laughs> đúng như em nói đó cô ấy rất xinh đẹp ừ. khiến cho anh nhớ tới một người Gia đình của anh đã nghĩ rằng Anh đã chết cách đây 7 năm trước Trên theo hoa đã làm cho họ nghĩ như vậy Chiếc dòng Hương su chúng ta đã đều cặp dòng này có phải không bởi vì công hên xuân đã tin rằng anh chết bảy năm trước rồi <cười> 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 Hả Cậu lạc mất Junho rồi sao à, 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 Tìm thấy Junho rồi hả mẹ Tại sao vậy Không làm tròn nhiệm vụ phải không Có chuyện gì vậy mẹ Thôi được rồi Hãy tiếp tục theo dõi Hên Xu và Giang E đi à, Anh Chô nói cái gì vậy mẹ mẹ à anh ta nói hành duôn hồ đã tới nơi quả táng đó có có con nghĩa là à, anh anh ta đã nhớ lại hết rồi sao mẹ không biết nữa cậu joe kia cũng không chắc lắm cậu ta không bắt được nó rồi à, không thể nào nếu như duôn hồ nhớ lại anh ta sẽ tới đồn cảnh sát trước chứ chuyện này đúng là điên rồ mà anh nên uống thuốc đi chứ. Anh định từ chối điều trị à? Tôi không thể lấy lại ký ức của mình được. Nè anh Han Jun Ho! Trả thù. Tôi không cần phải tìm sự trả thù. Tôi thậm chí còn không biết ba của mình là ai nữa. Thậm chí anh không muốn khôi phục lại trí nhớ của mình à? Tôi đang mắc chứng Alzheimer. Nếu sớm muộn gì tôi cũng mất trí nữa, thì bây giờ nhớ lại làm gì? Nếu tôi lấy lại trí nhớ thì ai sẽ vui đây? Hay là mọi người sẽ đều bất hạnh? mẹ tôi và vợ của tôi đang sống một cuộc sống vui vẻ vậy còn cuộc đời của anh cuộc đời của tôi đã chấm hết rồi gia đình đã quên tôi nếu như bây giờ tôi xuất hiện thì mọi người sẽ phải chịu khổ sở nữa gồm cả tôi và gia đình mình Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ? Dương Hồ à? Duyên à? Mẹ sao? Mẹ ơi mẹ. Cô phải làm sao đi? Con không có chút ký ức nào về mẹ. hết Chắc bây giờ mẹ cũng đã quên con. Dù sao thì con cũng chết rồi. mẹ của anh un văn e un văn e ủa cậu là à. có một người phụ nữ rất sang trọng đang đi tìm cậu đó nghe chú, chú có thể cho tôi số điện thoại của bà ấy được không chú à. tên của bà ấy là un văn e chắc là bây giờ bà ấy hiện giờ đang đi tìm mình anh muốn vậy sao? Cuối cùng anh cũng chịu cho Du Chin lấy Hân Xu. Ừ. Cảm ơn vì đã mở lòng với em. Cảm ơn anh nhiều lắm. Em không nên cảm ơn anh. Anh nghĩ hai đứa nó rất xứng đôi. Nếu không thì hai đứa đã không gặp nhau rồi. Giống như em với anh đi một vòng cũng về bên nhau. Anh không thể kiểm soát định mệnh của chính mình cũng như các con của anh. Anh chỉ muốn hai đứa nó hạnh phúc. Anh không muốn đua chinh dẫm lên vết xe đổ của anh. Anh muốn nó được hạnh phúc với người mình yêu. hanson à mẹ ơi anh chờ có lâu lắm không anh vừa mới tới thôi em có gặp ba của anh không vậy có kết quả sao rồi Anh đã biết rồi mà Anh tin ba của mình lắm đó <laughs> Còn mẹ của anh thì sao Anh được Hanson cho phép rồi <laughs> Bây giờ anh nên về nhà thôi Để còn báo tin này cho nhà của anh biết nữa mà đúng không <laughs> Dạ Gặp lại cô sau nha Hanson Tạm biệt Tạm biệt phim được chiếu thuyết minh tại chiêu hay chấm in người đó mình nhớ lúc trước cũng thấy anh ta rồi chắc chắn là cùng một người <laughs> anh đang làm gì? Sao anh lại theo dõi công hình su? Tôi không biết kẻ đang nói cái gì hết. Rốt cuộc anh là ai? Anh tránh ra nghe. Tôi báo cảnh sát bây giờ. Nè. Là mẹ sao? Có chuyện gì mà không nghe máy vậy hả? Mẹ Ủa? Chin hả? Dạ. Đã... À... Mẹ nhất định cứ phải làm vậy hay sao? Mẹ đừng dạy dò hên su nữa mà. Mẹ hãy tự bỏ đi. Ba đã đồng ý chuyện tụi con rồi mẹ à. Sao? Con vừa mới nói cái gì hả? Tụi con sẽ kết hôn. Và con nhất định sẽ bảo vệ hên su. À... <laughs> Nếu như mẹ còn kiếm chuyện nữa Thì con không tha thứ cho mẹ đâu Ông ấy đã cho phép rồi sao? Tại sao mấy lại làm như vậy? Ba ơi! Đợi... Là thật hả ba? Đúng vậy. Ông ấy nói đã cho phép Du Chiên kết hôn với Hên Xu rồi. Ông ấy cũng lo cho con lắm xê ra. Ông ấy muốn xin lỗi con về chuyện của Du Chin nữa. con quên nó đi xe ra à? đu chin sắp sửa trở thành chồng thành cha của người ta rồi con hãy quên cậu ta đi và sống tiếp cuộc đời của mình nha con sẽ ra trời ơi con nhắm mắt ngủ một chút đi mà ngủ đi rồi ngày mai quên đu chin Mẹ ơi! Ồ, mẹ đây. Sao hả con? Sao? Con lại được sinh ra. Ừ. Con đang nói cái gì vậy? Con ước gì mình chưa từng được sinh ra. Như vậy thì... Con sẽ không quen biết anh đủ chi. Sẽ ra à? Như Gina, có chuyện gì vậy? Cảnh sát bắt giam mẹ nghĩ là sao đây? Ba đã gọi cảnh sát bắt mẹ đó. Vì mẹ đã tự ý xông vào nhà đó anh à. Mà đồng xích. Mà đồng xích. Ông đừng quên. Tôi là mẹ của bọn trẻ đó. Ông không thể nào làm như vậy với tôi đâu Sao lại để, để Lucy kết hôn với hên hả Sao dặn em thuyết phục được ông chứ Rốt cuộc cô ta cho ông ăn bùa mê thuốc lú gì vậy hả Đông xít Nếu ông muốn như vậy thì bước qua sát chết của tôi trước đi Đông xít à Buông tôi ra Ba Ba đừng làm như vậy mà Ba ấy chính là mẹ của tụi con mà ba Anh à Anh trơ mắt nhìn mẹ như vậy sao Đừng nghiền đó Nếu còn đi Thì đừng bao giờ quay lại căn nhà này nữa Không một ai trong nhà này được nhúng tay vào Nhưng mà ba Lựa chọn là của con Một là đi với mẹ con Hai là ở lại với ba Sao ba có thể kêu tụi con lựa chọn như vậy hả ba Ba đúng là tàn nhẫn quá mà em... Chi <laughs> nè <laughs> Anh à nếu như ba không mạnh tay thì mẹ của tụi con sẽ không bao giờ chưa dừng lại bãi phải được dạy cho một bài học nếu ấy dám xông vào đây một lần nào nữa ba sẽ không bỏ qua đâu em cứ đây đi con xin phép về phòng trước thưa ba <laughs> anh ạ Rồi ba sẽ phải hối hận về chuyện này. Tại sao ba có thể làm vậy với mẹ của cô? Buông ra! Các người có biết tôi là ai hay không vậy? Buông ra! Mấy người chắc chắn sẽ bị sa thải! Tôi là tên thế hoa à? Anh Sao bảy lại đi ra từ nhà của mẹ chứ? Cậu ta tới đây làm gì chứ? Không được! Không được! Chẳng lẽ...